rất vui vì được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Và đã thật lâu rồi Trang với Oanh mới lại được đứng trước ống kính để review cho quý vị những sản phẩm mới tại cơ sở Đức Đồ Bảo Long. Mình đã nghỉ dịch bao lâu rồi anh nhỉ? Nếu tính riêng ở Hà Nội thì chắc là khoảng tầm 2 tháng rồi đấy Trang ạ. Hôm nay video mới nên là cảm giác nó hơi hồi hộp một chút. Chắc là trong quá trình có thể nói chuyện nó không được tự nhiên thì hy vọng là quý khán giả sẽ bỏ qua cho. Thì nhân video tái xuất ngày hôm nay thì Trang và anh cũng muốn giới thiệu đến quý vị một sản phẩm gì đấy mới lạ hơn một chút. Và sản phẩm này thì vừa mới được xuất xưởng Ý Yên Nam Định và đến cửa hàng ngày hôm qua. Thì đó chính là mẫu đỉnh khảm ngũ sắc ngay bên cạnh chúng tôi đây. Thì anh có thể cho Trang biết một số cảm nhận của mình khi quan sát cái mẫu đỉnh này không? Sau khi mà quan sát cái mẫu đỉnh thì trước hết là anh nhận xét về kiểu dáng. Đây là kiểu dáng được tuân thủ theo những cái mẫu đỉnh cũ, là dáng bầu tròn và tai mây, thêm thắt những cái chi tiết như là nghê chúa vờn cầu này, chân hổ phù này, đúng không? Tuy nhiên ấy, mẫu đỉnh này có một cái sự đặc biệt, đó chính là cái chi tiết hoa văn trang trí được chạm khảm trên bề mặt của sản phẩm đây. Trang có thể nhìn thấy ở chính diện đó là hình song long trầu nguyệt. Đây là cái dáng hoa văn rất là truyền thống, nhưng các nghệ nhân của Bảo Long đã thêm thắt những cái chi tiết mới như là đường vân mây này, các cái đường chạm khảm này, đường chữ triện này, rất là độc đáo và bắt mắt. Ngoài ra, năm chữ ở trên cổ đỉnh Phúc Lộc Thọ Khang Ninh được chạm vàng toàn bộ. Đó. Các cái chi tiết ở phần nắp này, phần đế hay là phần tai mây đều được xử lý rất là khéo léo và tinh tế, đúng không? Không chỉ vậy, ở phần sau của đỉnh sau là hình song phượng trầu nguyệt cũng được tạo các cái chi tiết độc đáo và bắt mắt. Cổ đỉnh có 3 chữ đúc lưu quang được chạm toàn bộ bằng bạc ta Trang nhé. Thì Trang cũng thấy mẫu đỉnh này có rất là nhiều chi tiết hoa văn được khảm điểm thêm nhiều vàng bạc, đặc biệt là rất nhiều vàng, đúng không? Vô cùng bắt mắt, sang trọng và đẳng cấp, đúng không? Thực ra về quy trình sản xuất hay là nguyên liệu chế tác của mẫu đỉnh này thì đều được tuân thủ theo những cái mẫu đỉnh cũ đã từng được chế tác tại Bảo Long. Nếu mà quý khách ai muốn tìm hiểu kỹ hơn về các cái yếu tố này thì có thể theo dõi các cái video mà chúng tôi để ở phần bình luận. Bởi vì là trước đây thì Bảo Long cũng đã sản xuất rất là nhiều video về quy trình chế tác nên một mẫu đỉnh khảm ngũ sắc như thế này. Và đặc biệt là trong những video tiếp theo thì để đổi mới cho nội dung thì Trang và Oanh sẽ không chỉ review riêng về các sản phẩm đồ thờ hay là chai đồng, mà chúng tôi sẽ còn làm thêm các cái video về đồ vật phẩm phong thủy này, các đồ thủ công mỹ nghệ hay là các sản phẩm chống đồng cũng như là mặt chống đồng cao cấp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quý vị ạ, bởi vì là trong thời gian vừa qua thì dịch bệnh có lẽ là khó khăn thì đối với cả toàn thế giới và tại Bảo Long cũng vậy. Từ khâu nhập nguyên liệu cho đến sản xuất, chế tác và bàn giao đến khách hàng đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên là Bảo Long luôn luôn sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Và nếu quý vị nào đang quan tâm đến mẫu đỉnh khảm ngũ sắc của chúng tôi thì có thể để lại thông tin ở dưới phần comment của video này để được các chuyên viên của Bảo Long tư vấn trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp đến hotline của chúng tôi để được tư vấn và báo giá nhanh nhất. Thì rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Trang và Oanh. Thì có lẽ hôm nay thì chúng tôi sẽ khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.